Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyền Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 cấp trung học cơ sở. Trong năm học 2024-2025, Phòng Giáo dục Đào tạo Quyền Vĩnh Thạnh tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục, đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường việc sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học, chuẩn bị tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 9 trong năm học 2024-2025. Trong năm học qua, ngành giáo dục quyền Vĩnh Thạnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ như tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 là 1.668 em học sinh, nâng tổng số học sinh cấp trung học cơ sở là 5.364 em. Có 100% học sinh đậu tốt nghiệp trung học cơ sở, 100% xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hiện có 7 trên 11 trường đạt chuẩn quốc gia đạt hơn 63%.